Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của xe đầu kéo Mỹ. Với cái dòng xe đầu kéo này và container này thì nó rất là nhiều thân. Ngày hôm nay em đang gửi tới anh em một sản phẩm, đó là cái dòng lốc thân 709 hay chúng ta thường gọi là 7H15. Ở cái dòng đầu kéo này thì chủ yếu điện áp của nó sẽ là 12V và buli sẽ là bản 8BK. Đây chính là bốn chân bắt của dòng sản phẩm. Dòng sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiêu chuẩn anh em nhé. Đây. Đây này, bản 8BK này, điện áp là 12V. Đây là dòng 7 bít tông anh em nhé. 7 bít tông tức là 7 con ốc. Mặt bích được bắt ở phía đuôi. Dòng đầu kéo này nó rất là nhiều loại đấy, nhưng mà đây là một trong số những loại rất là thông dụng đấy. Và đây chính là cái van áp suất để bảo vệ cái lốc. Đây là con ốc để chúng ta xả bỏ và châm thêm dầu. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái lốc điều hòa của xe đầu kéo Mỹ, điện áp 12V. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.